từng lời yêu thiết tha, bỏ lại những nỗi yêu phiền. Về bên mái ấm yêu thương, về bên mâm cơm vẫn chờ ta, nụ cười ánh mắt thân quen, hạnh phúc nào hơn. Còn trong ta kia còn tim bình yên, dù đi xa nơi đâu cũng mong trở về, tìm về nơi ấy, nơi có những vòng tay luôn chờ đợi ta. Tại sao vậy? Em muốn có con. Tại sao số của em nó lại như vậy hả anh? Lê về rồi, may quá. Má. Con à, con lên trên lầu đó, con khuyên giải con Lan giùm má đi. Nó đóng cửa, nó nhốt nó trong phòng đó. Sao vậy? Mà sao con lại buồn? Đàn ông á, trai gái làm cái chuyện bình thường mà. Quan trọng á, là thằng Hoàng nó biết hối lỗi rồi. Nhưng mà con Lan á, nó cứng đầu quá ha. Con khuyên nó đi con. Con biết rồi má. Ừ. Lan à, thôi mà, cuộc đời ngắn ngủi lắm em biết không? Em phải sống sao cho vui vẻ, hạnh phúc. Vậy thì bản thân của chị, chị có vui vẻ hay hạnh phúc không? Nhiều khi em cũng muốn quên lắm, nhưng mà em làm không có được. Chị cứ nghĩ tới cô ta, anh nghĩ tới sự yêu thương che chở mà anh ta dành cho cô ta, còn sự chán ngán lạnh nhạt thì dành cho em. Trong người em nó cứ nóng bừng bừng, em không kiềm chế được, em không tha thứ được, em chịu không có nổi. Thằng Hoàng nó cũng ăn năn hối lỗi mà. Em bỏ qua cho nó đi, đừng có làm lớn chuyện lên, lỡ nó như đổ bể hết rồi còn gì nữa. Chị nói cái gì như là má vậy?
Chị bị sao vậy? Chuyện của em thì còn cứu vãn được, còn chuyện của chị thì... Chuyện của chị thì làm sao? Chị với anh Mạnh có chuyện gì mà không có vãn được? Lan ơi, chị đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là chị bị bệnh thiếu tiểu cầu. Chị mà cố gắng sinh con sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Trời đất, sao mà lại, sao mà lại như vậy được? Mặc kệ, chết thì sao chứ, chị muốn sinh con, chị muốn anh Mạnh được ấm con của anh ấy. Nhưng mà bác sĩ đã nói rồi, nếu như mà chị tiếp tục muốn sinh con đó, chị sẽ chết đó. Chết cũng được nữa, bằng mọi giá chị phải sinh con. Chị muốn có con, chị muốn có con mà Lan ơi. Chị bị điên rồi, chị chết thì em phải làm sao? Uống nước cam nè con. Có chuyện gì mà thẫn thờ vậy? Con với Lê gây lộn hả? Tội nghiệp vợ con quá má. Sao tội nghiệp? Con thì cưng nó như vậy, má thì cũng đâu có làm khó gì nó nữa đâu. Tội nghiệp là tội nghiệp làm sao? Vợ con đã đi khám tổng quát, và bác sĩ cũng nói là vợ con vẫn sinh đẻ bình thường, không cần tới sự hỗ trợ của y tế. Ờ, vậy thì tốt rồi, có gì đâu mà tội nghiệp. Nhưng vợ con vừa phát hiện một bệnh mới, đó là bệnh thiếu tiểu cầu. Thiếu tiểu cầu là ung thư đó hả? Ờ, dạ không, không phải đâu má, đó là bệnh thiếu tiểu cầu. Bệnh này không thể nào sinh đẻ được, nếu như cố tình nữa thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Trời đất ơi, sao mà con nhỏ này nó lận đận quá vậy? Đã không sinh đẻ được rồi, bây giờ lại còn bệnh tật ốm yếu như vậy. Má, vợ con đã khổ sở lắm rồi, cho nên má nhớ cho vợ con những lời động viên nghe má. Má đừng có la cổ, tội nghiệp cổ lắm má. Má biết rồi. Dạ, con cảm ơn má. Thank you.
Dì ơi, chị cần gì vậy? Cho em phiếu siêu âm trứng đi chị. Dạ. Nè, cô Minh ăn cơm đi. Dạ. Xương bà ngoại nó ngon á. Ngon vậy thì ăn nhiều vô. Dạ. Nè, em ăn đi. Làng đó có cô mình ăn chung đó. Má, con xin phép, con cũng no rồi. Hoàng à, Hoàng, con nhịn nó một chút đi con à. Nó được chiều chuộng cho nên nó như vậy đó, chứ trong lòng nó không phải như vậy đâu con. Dạ. Cô Minh nè, ăn cơm đi con. Dạ. Ngoại ngoại, ba mẹ con quay lộn hoài à. Thôi. Chán quá. Nè, ăn đi. Dạ. Lê à. Dạ. Em hứa với anh đi. Hứa chuyện gì anh? Em đừng canh trứng nữa. Em không được ráng có con bằng mọi giá, nghe chưa? Chuyện đó hả? Bộ em muốn cũng không được hay sao? Em à, không thể chủ quan như vậy được đâu. Em phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp tránh thai. Nè, em vẫn dùng thuốc tránh thai đều đặn nữa chứ? Có. Em có uống thuốc mà. Nè, anh không nói chơi đâu nghe. Em đó, em mà không uống thuốc ngừa thai là anh đi thác ông dân tin đó. Thôi nha, em không có chịu đâu đó. Anh không tin em hả? Em nói thiệt, em có uống thuốc đầy đủ mà. Chẳng qua anh lo cho em thôi, chứ không phải là anh không tin em. Em à, anh muốn em phải thật an toàn mới được. Anh sợ em lỡ như bữa nhớ bữa quên thì sao? Em không biết đâu á. Chồng em á đang đàn ông vậy nè, tự nhiên cái muốn đi làm công công vậy đó. Tiểu muội mà không tuân thủ các luật định á thì ta đi làm công công đấy nha. Không có chịu mà. Em giỡn thôi. Vậy chứ sáng giờ em đã uống thuốc chưa? À, nếu như em đã uống thuốc rồi thì tại sao em lại đi soi trứng? Em nói dối anh phải không? Ừ, em có đi soi trứng, nhưng mà bác sĩ nói em á, trứng hôm nay nó lép xẹp à, không có bầu được đâu. Anh không tin hả? Ngày mai em uống thuốc ngừa khẩn cấp nha, rồi em uống đầy đủ luôn cho anh chịu nha. Đi. Tôi đã nói là thôi đi kia mà.
Vợ ơi, chồng đi làm ha. Khi nào vợ ngủ đã giấc xong rồi hãy dậy ha. Hôn chồng miếng coi. Anh đi làm đi. Ba vợ. Dù mẹ có phải chết, mẹ cũng muốn được sanh con ra. Con hãy tới với mẹ đi. Mẹ hứa mẹ sẽ sống khỏe mạnh để nuôi con. Vì sanh ra con trên cuộc đời này, có con rồi thì mẹ làm sao có thể bỏ con mà chết được. Ông trời sẽ hiểu lòng mẹ và sẽ ban cho mẹ được mẹ tròn con vuông mà. Con uống nước đi con. Dạ, con cảm ơn má. Má ơi, giờ có chuyện này Con muốn nói với má. Có chuyện gì con cứ nói đi. Con biết là chuyện này giờ con chưa dám nói với má, vì giờ con sợ má sẽ lo lắng. Chuyện gì vậy con? Dạ, nhưng vì sức khỏe của vợ con, cho nên con quyết định nói chuyện này với má. Để có gì má tác động tới vợ con nghe má. Con Lê nó bị gì vậy? Dạ, mới hôm bữa vợ con đi khám, bác sĩ phát hiện vợ con bị mắc bệnh thiếu tiểu cầu má. Hả? Bệnh thiếu tiểu cầu là bệnh gì? Dạ, nói nôm na cho má dễ hiểu thì đây là một loại bệnh chảy máu khó cầm. Bệnh này cực kỳ nguy hiểm, cho nên vợ con không thể sinh đẻ được má. Nếu như cố tình thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của cậu. Con biết là vợ con rất khao khát để có con, nhưng bây giờ tình trạng bệnh tình của vợ con như vậy á, sanh con cho cậu là một phần nhỏ, cái chính là vì con và má của con. Vì chuyện đó mà ảnh hưởng tới tính mạng thì... Mạnh à, con Lê nó có bệnh như vậy đó, má sợ quá. Dạ, má cứ bình tĩnh đi má. Má đang tác động tới vợ con là từ nay trở đi đừng có nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái nữa. Như hôm qua đó, vợ con đã lén con đi canh trứng đó má. Trời đất ơi, con Lê nó có bị làm sao thì làm sao má sống nổi con. Ủa, bà đi chợ về rồi đó hả? Bà bị sao vậy? Bà có thấy mệt thấy đau ở đâu không? Tôi đau trong tim đây nè. Bà An!
Tôi mệt, tôi muốn nghỉ. Trái cây và bông tôi mua sẵn rồi. Ông đem qua nhà thờ thắp nhang cho tổ tiên ông bà đi. Bà ăn nè, bà ăn nè, bà ăn à. Má gọi điện cho chị khóc hoài à. Chị bị bệnh như vậy á, chạy xe cũng phải cẩn thận hơn đó. Mổ xẻ lỡ nguy hiểm tới tính mạng thì sao? Má đã khổ vì ba quá rồi, bây giờ còn thêm chuyện của chị nữa. Chị thấy thương má quá à. Ừ, lại chất thêm lên má chuyện của vợ chồng em nữa chứ. Lan nè, hay là em với anh Hoàng hai đứa giảng hòa đi, cho má đỡ lo. Thì đành phải vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Anh Tâm, mình về đi, trễ giờ đón thằng Phúc rồi đó. Dạ, bữa nay em đón con giùm anh đi. Bà An đang mệt. Hả? Có khi tối nay anh phải ở lại đây rồi, nghe. Cái gì? Anh... Anh Tâm! Chị An, chị bị sao vậy? Tôi khỏe. Chị khỏe? Vậy mà chị làm cái gì để anh Tâm một mực đòi ở lại đây chứ? Chị không mệt mà chị nói với anh Tâm chị mệt làm sao? Chị có biết là bây giờ thằng Phúc nó đang trong thời kỳ thi cử, nó rất cần cha mẹ ở bên đó để động viên an ủi nó, chị có biết hay không vậy? Chị An, tôi đang nói chuyện với chị đó. Có phải là chị đang giở trò để cố tình giữ anh Tâm ở lại đây không? Tôi cần gì phải giễu trò để giữ chân ổng chứ. Tôi là vợ ổng, trên danh chính ngôn thuận đó. Ổng phải ở đây với tôi. Còn cô là cái gì mà đòi rước ổng về bên đó? Cô chỉ là vợ bé con thêm mà không biết điều gì hết. Phải, tôi chỉ là vợ bé, nhưng mà tôi sanh được cho anh một thằng con trai. Còn chị có làm được chuyện đó không? Anh Tâm phải về bên đó để bảo ban và vô thằng Phúc là chuyện đương nhiên rồi. Làm gì tôi phải rước chứ? Nhất định ngày hôm nay anh phải về bên đó với mẹ con tôi, chị hiểu chưa? Tôi thách cô rước ổng ra khỏi nhà ngày hôm nay. Còn tôi cũng thách chị giữ chân được ảnh hôm nay đó. Được rồi, để coi sao. Và tôi với chị ai hơn ai? Alo. Alo, anh Tâm hả? Anh về nhà đón em lẹ lên nha. Cô giáo của thằng Phúc mới vừa gọi điện, biểu phải tới gấp đó. Thằng Phúc, nó học ôn thi mệt quá, nên tiểu tại lớp luôn rồi kìa. Ừ, rồi, anh đi liền. Alo. Ông Tâm ơi, ông Tâm, ông về đây lẹ lên đi. Cô bác á, cô ăn nói vậy nên ăn xong tôi cũng xỉu nè, ông về lẹ lên đi. Rồi, tôi về liền.
Anh về tới rồi hả? Nhanh lên đi anh, con nó có chuyện gì chứ anh chết quá à. Anh Tom. Ơi, trời ơi, các bà cứ làm khổ nhau không hả? Rồi khổ lấy luôn cả tôi nữa. Tôi nhức đầu quá. Ông vô nhà bếp, ông lấy cái chảo ông nện vô đầu tôi cho tôi chết đi. Rồi. Con Lan với con Lê nó sẽ qua đây liền. Tôi gọi điện thoại cho tụi nó hết cả rồi. Bà ráng chịu đựng chút xíu nha. Bây giờ tôi phải qua trường, tôi coi thằng Phúc nó ra sao nữa. Tôi đi nghe. Ông Tâm. Anh đi thôi. Phúc sao rồi? Con nó khỏe rồi, đang học. Hồi nãy tự nhiên nó bị chóng mặt muốn xỉu, cô giáo làm cho nó ly trà gừng, bây giờ thì nó hết rồi. Trời ơi, làm hết hôn hả? Em mà không làm bộ như vậy, liệu anh có theo em về không? Thôi về. Hồi nãy má lên tăng xong cấp kỳ, vậy mà ba con không thèm quan tâm gì hết trơn. Bây giờ má biết rồi, má hoàn toàn thua cô ta rồi con à. Má. Không sao đâu, má nói thiệt nha. Hồi nãy má giả bộ lên tăng xong đó, để má xí gạt ba con chạy về với má thôi. Má không có bệnh gì hết trơn. Hai đứa về nhà đi. Hai đứa về nhà lo chồng con của hai đứa đi. Má sẽ đến nhà bạn của má chơi. Má suy nghĩ kỹ rồi. Má sẽ không buồn, không khóc nữa đâu. Má, hay hôm ấy má qua nhà con chơi nha má. Má không sao thiệt chứ? Cái gì mà sao với không sao, có gì đâu. Lại qua bên con chơi. Thôi con về con lo cho chồng con đi. Má đi chơi với bạn bè má. Thôi, má sửa soạn quần áo, má đi liền bây giờ đi nè. Sao? Hai đứa con thấy má mặc cái gì đẹp đây nè. Mặc cái nào bây giờ? Mặc cái này nha. Vậy má qua bên nhà bạn má chơi cho khuây khỏa nha má. Con về còn phải đưa đón của mình đi học nữa. Con đi về đi con. Con đi về còn lo cho chồng con của con nữa. Em về nha. Con về nha má. Ừ, về đi. Còn con nữa, sao ngồi đây hoài không chịu về đi? Về lo chồng con của con đi. Để má còn thay đồ, má sửa soạn, má đi chơi với bạn của má nữa chứ. Má, có thiệt không vậy? Má đừng có làm con lo nha má. Có gì mà thiệt với không thiệt chứ. Vậy con có nấu cho má miếng cháo đó. Má đi chơi với bạn về, má nhớ hâm lại ăn nha. Ừ, được rồi. Con cũng về luôn. Buổi sáng con hẹn với anh Mạnh, ảnh đang ở nhà đợi con đó. Chung thôi con sẽ đi với má. Thôi được rồi, má biết rồi. Má đi chơi liền bây giờ đi nè. Vậy con về nha má. Ừ. Nhưng mà má nhớ nha, có chuyện gì là má phải gọi cho con liền đó. Ừ. Thank you.
Em à, có khi anh phải chạy qua bên nhà để coi coi bà làm sao, chứ anh thấy sốt ruột quá. Ở bên đó còn có con Lan con Lê nữa mà. Có chuyện gì tụi nó đã gọi điện thoại cho anh rồi. Chị không có làm sao đâu. Không, nhưng mà tôi nhớ anh thấy trong lòng nó lo lo. Anh thấy bà mấy bữa nay cứ làm sao á, kỳ lắm kìa. Kỳ cái gì mà kỳ. Phải rồi, chỉ thì nhiều chiêu rồi, em chịu thua thôi. Tùy anh á. Bác à, chúng ta được như vậy là tốt lắm rồi em. Được như vậy là tốt lắm rồi là sao? Ý anh làm sao? Sao mà y chang ý của bà vậy? Em chỉ là vợ lẽ con thêm thôi. Được như vậy là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa đúng không? Người thiệt thòi là bà An kìa. Cho nên bây giờ anh phải chạy về để bù đắp cho bà chứ gì. Trời ơi, em đừng có suy diễn lung tung đi. Anh đang điên đồng đây nè. Thôi đi, em biết thân biết phận của em rồi. Từ bây giờ anh cứ mặc kệ má con em đi. Anh về với bà đi. Chỉ có mình bà là vợ của anh thôi mà. Thôi mà. Anh, ủa, còn sớm mà, anh tính đi đâu vậy? Anh đi tập thể dục một chút. Bây giờ thì con đã hiểu thông suốt hết tất cả mọi chuyện rồi. Đối với anh Tâm, thằng Phúc là đứa con trai quan trọng nhất. Ông Tâm có thể bỏ vợ và hai con gái, chứ không bao giờ bỏ được đứa con trai này. Nay con đốt nén nhang thôi
xin ông bà tổ tiên tha lỗi cho con. Khi con quyết định làm chuyện này mà ở độ tuổi cũng chỉ là bần cùng bất đắc dĩ. Dạ bác sĩ, kết quả của em làm sao rồi? Lần này có tiến triển tốt đó em. Hy vọng là mọi điều tốt đẹp. Chỉ cần thoải mái tinh thần, lạc quan, đừng để chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần. Chúng tôi chúc cô sớm gặp nhiều may mắn nha. Dạ. À, cô thích con trai hay con gái? Em thì thích con trai, nhưng mà chồng em thì thích con gái. Đây nè, có kết quả xét nghiệm nè. Khi nào có tin vui cô nhớ báo cho tôi biết nha. Em cảm ơn bác sĩ. Mới tờ mờ sáng anh đã tìm về bên chị rồi. Chị còn muốn gì nữa? Chị tới đây có chuyện gì không? Mời chị ngồi. Bữa nay tôi qua đây, tôi biết là trong thời gian vừa qua cô sống cũng chẳng sung sướng gì. Tôi cũng vậy. Đúng là khổ nhất cái kiếp lấy chồng chung. Nhưng ông Tâm có lẽ là người khổ sở nhất. Ông đứng ở giữa, bị giày xé giữa người này và người kia. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta, một trong hai chúng ta, phải rút lui. Chị cô yên tâm, tôi chưa bao giờ để người khác phải thiệt thòi về mình đâu. Tôi sẽ buông tay, sẽ ly hôn. Trong cuộc chiến đấu này, tất cả chúng ta đều bị tổn thương rồi. Chi bằng tôi buông tay để cho cô và thằng Phúc được sống trọn vẹn với ông Tâm, chấm dứt sự giằng co khổ sở của ba người chúng ta. Chị nói vậy là sao? Em không có hiểu. Tôi nói là tôi sẽ ly hôn. Sẽ ly hôn, cô rõ chưa? Cô bác, chắc là con vui lắm phải không? Chị An. Thank you.
Bo à, có thấy chú đâu không? Dạ, hồi sáng ông chủ về. Con nói cô đi chơi rồi, ông chủ yên tâm, về với bà hai. Ừ. Hồi nãy chị An chỉ nói là tôi sẽ ly hôn. Ly hôn? Là sao? Em đâu có biết đâu, tự nhiên chị nói vậy đó. Bây giờ mình tính sao hả anh? Cho đi ngày tháng qua, cho đi hy vọng, chẳng biết bao lâu mình không thấy nhau. Rồi mai đây hạnh phúc hay cô đơn lạc lối, thì anh hãy nhớ nơi đây một người từng yêu thương anh rất nhiều. Nhớ anh bao ngày tháng êm đềm, nhặt cánh hoa người nỡ bỏ đi, một tình cơn mưa.